Xin chào mừng tất cả các anh chị em đã quay lại với kênh YouTube Roland Viron Thiên Tài cũng như là nhạc cụ Roland Thiên Tài. Thì trước mặt các bạn đây là hai chiếc thùng mà shop đã nhập về với số lượng guitar rất là nhiều. Shop của Tài chuyên về các mặt hàng nhạc cụ, hy vọng các anh chị em xa gần chúng ta sẽ ủng hộ Thiên Tài về các mặt hàng nhạc cụ guitar, keyboard, Viron. Các bộ phận về nhạc cụ thì shop nhạc cụ Roland Thiên Tài đều có kinh doanh hết nha các anh chị. Anh chị em chúng ta có nhu cầu mua các mặt hàng về nhạc cụ đảm bảo uy tín thì hãy liên hệ với shop của Thiên Tài qua số điện thoại bên phía dưới phần mô tả, phần bình luận của clip. Số điện thoại 0386 282 707. Địa chỉ của shop là km 37 Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Anh chị em có nhu cầu mua các mặt hàng về nhạc cụ ghé tại shop nhạc cụ Roland Thiên Tài nha. Hy vọng Thiên Tài sẽ nhận được nhiều sự yêu thương của anh chị em xa gần dành cho shop nhạc cụ Roland Viron Thiên Tài cũng như là kênh YouTube Roland Viron Thiên Tài. Bây giờ đây là số lượng mà guitar shop đã nhập về. Giờ Tài sẽ cắt thì sẽ cắt và review các mặt hàng cho anh chị em xa gần chúng ta cùng xem nha. Hai chiếc thùng đây là shop đã nhập về guitar nha anh chị. Mẫu guitar này là từ giá 2 triệu mấy tới 3 triệu mấy trở lên nha anh chị. Shop có kinh doanh các mẫu guitar rẻ tiền hơn một tí, nhẹ nhàng hơn một tí với nhiều anh chị em chúng ta mới tập học. 1 triệu mấy cho tới 3 triệu mấy, giá rất là hợp lý cho anh chị em xa gần chúng ta mua ủng hộ nha. Tùy vào nhu cầu của anh chị em chúng ta sử dụng mà chúng ta liên hệ để chúng ta sở hữu được những cây guitar tốt nhất có thể nha anh chị. Mình vừa cắt hàng ra để khui review cho anh chị em chúng ta cùng xem. Đây là hai chiếc thùng guitar mà mình đã nhập về hôm nay, cái mình khui ra luôn. Nhập về số lượng guitar rất là nhiều nha anh chị. Vừa rồi trong thời gian vừa qua cũng được nhiều anh chị xa gần tin tưởng ủng hộ các mặt hàng nhạc cụ. Guitar chính hãng nha anh chị. Shop chỉ kinh doanh các mặt hàng chính hãng, không kinh doanh các mặt hàng fake nha anh chị. Các sản phẩm được bán từ nhà cụ Roland Viron Thiên Tài, các mặt hàng new thì anh chị sẽ được bảo hành 12 tháng. Các mặt hàng line new các anh chị sẽ được bảo hành 6 tháng. Cho các mặt dành cho các mặt hàng line new. Shop về tổng cộng là 12 cây guitar. Guitar chính hãng nha anh chị, ra chất âm rất là hay. Tùy vào chi phí của chúng ta để chúng ta mua, chứ không phải là cây nào cũng hay. Phù hợp với lại chúng ta chơi show hay là để dành tập. Các mặt hàng tập thì chúng ta dùng các mặt hàng guitar tầm khoảng tầm 1 triệu rưỡi cho tới 2 triệu nha anh chị, thì chúng ta đã sở hữu được một cây guitar chính hãng rồi. Hàng về lúc 4 giờ sáng, hàng về lúc 4 giờ sáng thì bây giờ là 11 giờ rồi, mình mới ngủ dậy cho nên là mình mới khui hàng quay review cho anh chị em chúng ta cùng xem. Fender, guitar Fender chính hãng Fender.
Đây là các mặt hàng chính hãng nha anh chị, các mặt hàng guitar chính hãng. Đây. Rồi mình sẽ mở nắp trước một cây cho anh chị em chúng ta cùng xem guitar. Anh chị em có nhu cầu mua các mặt hàng về nhạc cụ đừng quên liên hệ Roland Viron Thiên Tài nha. Đây. Indonesia nha anh chị. Made in Indonesia. Dòng này là dòng có EQ. Bộ khớp đại để chúng ta cắm vào phần âm thanh. Để chúng ta cắm vào phần âm thanh chúng ta đàn cho ra âm thanh. Đàn rất đẹp nha anh chị. Chúng ta sẽ cùng tham khảo qua mặt hàng khác. Chất gỗ rất là đẹp nha anh chị. Vân gỗ rất là đẹp. Đàn chưa lấy dây cho nên hơi sai dây nha anh chị. Shop nhà cụ Roland Thiên Tài đã nhập về. Dòng này rất là đẹp. Đây là mã của sản phẩm. Anh chị em mua đừng quên liên hệ shop nhà cụ Roland Thiên Tài nha. Rất nhiều sản phẩm nhạc cụ phục vụ anh chị. Ồ, dòng này rất là nặng, cầm rất là đầm tay, rất là chắc tay. Quá đẹp luôn. Dòng này quá đẹp luôn anh chị. Đây là màu hoàng hôn nha. Đây là mẫu đàn bầu không phải dạng khuyết nha, đây là dạng bầu. Cây này cầm rất đậm tay, rất là nặng luôn. Đây là các mẫu guitar mà shop đã kinh doanh. Mong rằng anh chị em xa gần ủng hộ shop nhạc cụ Roland Viron Thiên Tài nha. Shop ship toàn tỉnh nha anh chị. Anh chị nhận hàng mới thanh toán nha. Chúng ta được phép kiểm tra hàng rồi mới thanh toán hàng. Cây này thì giống cây đây.
Hai. Cây này và cây cây trước giống nhau, chỉ khác mã nha anh chị. Cùng một hãng. Dòng này cũng có EQ sẵn. Phom đàn này 40 inch, rất nhỏ gọn. Nhỏ hơn máy phom chuẩn 41 một tí nha anh chị. Ôm rất là đàn rất là vừa tay. Màu gỗ vân gỗ rất là đẹp. Dòng này gần 3 triệu một cây nha anh chị. Các sản phẩm ở shop đều bảo hành 12 tháng cho anh chị. Cảm ơn anh chị em trong suốt thời gian qua luôn ủng hộ kênh YouTube Roland Byron Thiên Tài của shop nha. Chúc anh chị em có những buổi trải nghiệm thật là vui vẻ và hạnh phúc. Đây là dòng màu đen. Rất đẹp nha anh chị, rất là bóng bẩy luôn, nhìn rất là sang trọng. Đàn mới thì chúng ta cần phải lấy dây thì chúng ta mới đàn được nha anh chị. Sản phẩm chính hãng. Rất đẹp anh chị. Form này dạng bầu. Làm clip cái đã. Chưa ăn sáng luôn nha cả nhà. Mẫu mã của các sản phẩm shop nhập về rất là đẹp nha anh chị. Anh chị em chúng ta cùng xem các sản phẩm shop đã nhập về nha.
Sớm nhập về đàn guitar rất là nhiều và bán đã hết rồi nha anh chị. À, đang nhập về lại. Rất nhiều mẫu mã để anh chị em chúng ta lựa chọn. Chúc anh chị có những buổi trải nghiệm thật là vui vẻ, hạnh phúc. Clip shop review các mặt hàng và nhạc cụ tới đây là xin tạm dừng. Chúc anh chị em có những buổi xem clip thật là vui vẻ, hạnh phúc. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip tiếp theo. Anh chị em có nhu cầu mua nhạc cụ đừng quên liên hệ shop nhạc cụ Roland Varon Thiên Tài qua số điện thoại bên phía dưới phần mô tả và phần bình luận của clip. Số điện thoại 0386 282 707, địa chỉ của shop km 37 Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Anh chị em có nhu cầu có thể tới tại shop để xem các mặt hàng về nhạc cụ, hoặc anh chị em chỉ cần alo, shop sẽ ship các mặt hàng nhạc cụ đi các tỉnh thành cho anh chị em. Nhận hàng mới thanh toán nha anh chị. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip tiếp theo. Bye bye.